những loài vật nhỏ bé luôn mang đến cho người ta cảm giác thích thú vì vẻ ngoài dễ thương. Ngựa Shetland có nguồn gốc từ quần đảo Shetland phía đông Scotland ngày nay. Ngựa Shetland khá nhỏ bé so với các giống ngựa khác. Dân trên đảo đã thuần hóa các giống ngựa nhỏ bản địa từ thời đồ đồng. Tuy nhiên, giống ngựa lùn Shetland hiện nay có lẽ là kết quả có sự lai tạo giống ngựa bản địa với một số giống ngựa lùn khác. Ngựa lùn Shetland có chiều cao trung bình từ 75cm 107cm. Tuy nhỏ bé nhưng nhỏ mà có võ, chúng có sức kéo bằng một con bò nên chúng được sử dụng để kéo xe, chở than bùn, than đá và các mặt hàng khác, thậm chí là cày bừa thay trâu bò. Chúng được đánh giá là một trong những giống ngựa thông minh nhất hiện nay. Ở Scotland, chúng được coi là linh vật quốc gia. Chúng dễ phân biệt với các giống ngựa khác vì có bộ lông khá dày dài và đẹp. Shetland có bờm dày và dài và một bộ lông dày như áo khoác mùa đông giúp chúng chống được thời tiết khắc nghiệt. Shetland có đủ mọi màu lông từ đen, hạt rẻ, xám, palomino, loang nâu, cream yellow và bạc đến cả màu trắng sắc hồng. Vào giữa thế kỷ 19, hàng ngàn con ngựa Shetland đã được đưa tới nước Anh để làm việc trong các hầm lò kéo than dưới lòng đất vì kích thước nhỏ nhắn của chúng rất phù hợp với không gian chật hẹp trong các hầm lò. Ngày nay, ngựa Shetland được dùng trong các trung tâm huấn luyện đua ngựa dành cho trẻ em. Một trong số chúng cũng được nuôi trong vườn bách thú để phục vụ khách tham quan. Chúng cũng được sử dụng làm phương tiện đi lại cho khách du lịch tại các thành phố lớn ở châu Âu hoặc các trung tâm thương mại. Vì rất thông minh nên nó được học các lớp huấn luyện như chó nghiệp vụ. Trên thế giới còn có một số giống ngựa lùn khác, nhưng được biết đến rộng rãi hơn cả có lẽ là giống ngựa lùn pony của Mỹ. Giống này mới được lai tạo ra tại bang Iowa từ giữa thế kỷ 20 bằng cách cho lai giống ngựa lùn Shetland trên với một số giống khác, bởi vậy giống này nhỉnh hơn giống Shetland một chút với chiều cao trung bình 1,2-1,4m. Chỉ sau 15 năm kể từ khi được lai tạo ra, giống ngựa này đã được nhân giống rất nhiều với số lượng ước tính 12.500 con. Giống ngựa lùn pony của Mỹ đã được một số người chơi thú cảnh Việt Nam nuôi thử nghiệm. Giá một cặp ngựa này khoảng 40-50 triệu đồng, tuy nhiên khó khăn nhất là điều kiện chăm sóc và môi trường sống dành cho chúng. Ngựa mini lại có lông dài, nếu không chịu khó tắm rửa thì sẽ rất bẩn và hôi. Chính vì vậy, với những gia đình ở thành phố hoặc có không gian chật hẹp sẽ rất khó để nuôi. Ngựa mini chưa quen với điều kiện khí hậu Việt Nam nên dễ ốm. Bệnh thường gặp nhất của chúng là viêm đường ruột. Tuy nhiên, do điều kiện tại Việt Nam không có bác sĩ chuyên chữa về ngựa nên người chủ này thường phải dùng thuốc điều trị cho chó để điều trị.